ba mươi giây thôi, từ từ ạ, từ từ chim nào mà ở bên vợ thống nhất vâng ạ, từ từ ạ, chúng ta cầm điện thoại lên ạ, cầm điện thoại lên, cầm điện thoại lên cái gì, đây đâu, đẹp lắm điện thoại đâu, đây đâu, đẹp lắm ạ, chúng ta đây, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xì cho chị hả? Dạ cảm ơn. Rồi trong đây có 1 triệu không em? Dạ trong đó 720. Dạ cảm ơn quý vị mình đã cho tôi nhé. Cảm ơn Tùng Nam. Và đặc biệt hơn xin chúc cho quý vị khán giả mình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Vâng ạ. Và chúng ta vừa đón là năm mới. Và bây giờ thôi chúng ta không quên nhiệm vụ là chúng ta bắt đầu sổ số và dòng đời này nha. Thì biết không? Vâng, hãy sổ số để cho khán giả biết là khán giả bước qua năm mới khán giả may mắn cỡ nào ha. Rồi cho nên mình tranh thủ sổ số luôn. Đó, quý vị. Và ngày mới Tết Tây thôi. Trời ơi nhằn nhò gì. Tới Tết mình thì quý vị quậy thú quát luôn cho quý vị coi nha. Hẹn quý vị Tết mình. Đó rồi. Lao đi cứ. Rồi quý vị. Và trời đất ơi người ta tôi muốn qua năm ngọn nội mới rớt đèn ca lên. Trời đất ơi. Người ta sắp tới Noel năm sau rồi kìa. Em, ông nội này bị yếu cho nên nó bắt sau cùng không rơi. Thưa quý vị, đây là dòng loại đầu tiên của năm 2022. Giá trị giải thưởng sẽ là 5 phân vàng. Dòng loại này em tăng lên 1 chỉ vàng. 30.000 đồng một lá vé. 1 chỉ vàng cho dòng loại đầu tiên của năm 2022. Một trà vỗ tay cho trà dòng loại 1 chỉ vàng nha. Đây, ông nội rồi sao sao giờ chọt hả, đổi vé khác không rồi. Và bây giờ mời hai vị khán giả, một người lên quay số và một người lên kiểm banh đây. Ai tuốt không là sao vậy đó, đúng rồi đó. Dạ ngồi ngay đi.
cái bản luôn, cái bản luôn anh á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi, em mời anh nha. Một người đó, anh đeo trắng lên giùm em nha. Rồi, ai chưa có em? Bước qua năm mới rồi. Lẽ nè Cương ơi, 30.000 đồng, một chỉ vàng, dòng loại duy nhất, dòng loại đầu tiên của năm 2022 đây là Lan ơi, Lan ơi. Bà đèn đó nè, đó, bình thường 30.000 đồng mình 5 phân nhớ vậy nha. Rồi, dễ cho đây trời tới bến gì luôn. Số vậy xuống mắt luôn bà đèn Cương. Sĩ Thanh ơi, đó, rồi, giá áo đỏ là ai? Giờ lên sực cồn giùm em. Áo đỏ là ai vậy Cương? Cương, bà đèn nè Cương. Sĩ Thanh ơi, rồi rồi. Rồi còn rất nhiều cô chú chị mình chụp cà vẽ vẽ ra ngoài nhỏ ơi. Và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Yo số rồi. Tôi lên nữa. 30.000 đồng một vé cho một chỉ vàng BNC. Dòng loại đầu tiên của năm mới. Ai chưa có vé tổng ngày là vé quý vị ơi. Đó chỉ có một dòng loại. 30.000 đồng một chỉ vàng này thôi quý vị. 30.000 đồng cho một chỉ vàng của chú chị nào mà chụp cà vẽ. Mạnh dạng cho ta lên liền cho bé vị nha. Mẹ em ơi, mẹ em là. Rồi, mẹ em là quý vị. Dòng loại đầu tiên của năm 2022. Kính chúc quý vị rất là nhiều may mắn và có một nhiều sức khỏe quý vị. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì ra, mấy gì đây, số gì đây, cái gì đây, mấy gì ra, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, cá không ăn muối cá ư, có gái cha mẹ trong trường còn ư, 44, 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
Oh,
Một xuân ơi, một xuân ơi, một xuân đã đến, một xuân đã